Đàn hoài một chút, đưa gỗ vào phòng. Làm gì vậy? Mùi thứ gió, mùi gió, mùi gió. Ê, làm gì đó? Mùi gì? Ê, công gì công gì? Tôi còn có cần thuốc bổ không thôi à? Có thứ mới đây nè. Đi chút khác chơi đi. Đi. Ngày kế tiếp. Nè. Đừng sợ. Để thôi. Vậy nốt. Ok. Không tính, làm lại. Mau lên, xuống đây, xuống đây. Có chuyện đó. Mau bệnh. Khơi bộ mây quá ha. Anh tôi liên tục 12 bàn. Ông mặt đà đồ, có muốn biết Mạnh Ba ở đâu không hả? Mạnh Ba, mày biết hả? Đương nhiên là biết. Cho tao biết, tao có thể không có giết mày. Tôi có biết. Qua bệnh viện nó đi. Ê, không có phải đâu nha. Anh ta, đến sao bây giờ? Đứng yên cái đó đi. Mở cửa cổ đi. Còn cô trên kia. Để thôi. Đừng có gấp. Chúng ta từ từ, vậy mới tỉnh tới chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh giỏi thiệt, em rất là thương anh đó. Ồ, em thích cái màn này hả? Đừng có chơi kiểu này. Ồ, ê, ai không phải chỗ này. Hay thiệt, hay thiệt. Tới phiên anh. Đã không vậy? Đã thiệt. Anh tới đây. Quý Hương, anh tới đây làm gì? Anh tới cứu em. Không cần anh cứu, chúng tôi ở đây chờ rất vui vẻ. Hả? Hả? Nó là ai vậy? Ta là Mạnh Ba. Mạnh Ba? Nghe nói mày đánh giỏi lắm phải không? Anh là bạn trai của em. Ờ. Sao còn không chịu ra tay đánh hắn đi? Mày dám đánh bạn gái của tao? Anh nói tôi là bạn gái của anh. Mạnh Ba, đứng lại, anh nói cái gì vậy? Đừng nói gì. Nói này làm nữa đi. Anh nói gì? Con mẹ mày. Không phải là đâu đó. Mày nói đúng, tao đánh giỏi thiệt. Bây giờ đi chứng minh rồi hả? Rình yên. Tụi nó nghiện mà. Đưa xuống đây, đừng đưa. Chuyện gì? Không đưa, giỏi đánh tao đi. Định có để cho nó chạy trốn. Tiếp theo. Mạnh Ba, khỏe hay không vậy? Rất vui gặp lại ông. Con mẹ mày, có giỏi thì giục xuống đi, chơi ta đồ với tao. Mặt Đa Nồ. Mày biết tao là ai à? Thiếu tá Mặt Đa Nồ là thủy quân lục chiến của Mỹ chứ gì. Các người đâu phải là phần tử khủng bố, mà là ăn cướp đó. Đúng, mày nói đúng lắm. Đáng tiếc là ngày tàn của mày tới rồi. Tao phải thượng tố. Vậy xin lỗi, trước khi mà trời lạnh, tao phải giết chết mày. Đừng băng. Mạnh Ba ở đâu? Mạnh Ba gì tới con? Giận là cái gì? Anh không phải đi cứu con sao? Có lẽ bị bắt rồi. Bây giờ mình phải nhờ vào bản thân mình đi cứu Mạnh Ba. Chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, lấy cái gì mà đấu với bọn khủng bố? Phòng tôi có súng. Xem chút bị tụi nó bắn đó. Mà mày không được, là phải đột kích thôi. Có lẽ tao quyến rũ nó. Không được đâu, nếu mà suy nghĩ gì thì là ngây thơ. Thử với tôi trước nha. Thì chết đi. Anh Hòa,
giúp cổ đánh cái tên kia đi. Không thành vấn đề. Em tới đây để đầu hàng. Đừng có giết em nha. Muốn làm cái gì cứ tùy ý. Em thích đàn ông to con. Alo, là anh đây, anh bận dữ lắm. Ngày mai nói đi hả? Mày tôi đầu hàng. Tôi cũng thích người đàn ông mạnh khỏe nữa. Anh tới với em nha. Nói thiệt thì trời đây. Thiệt quá à. Dạ, quá. Ây da, ây da trời. Ây da, ây da, ây da. Chết mẹ rồi. Ây da. Em đi phá cửa, tôi và Quý Hương xông vào trong. Đau hay không? Không có sao đâu, cứ phá đi. Lên. Lòng trảo thủ lên. Ai tàn nhẫn quá. Sửa soạn chút nữa tập hợp ở đây. Được. Ở đây.